Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ một điểm check-in rất đẹp tại Đà Nẵng, đây chính là bãi đảo Phú Lộc. Bãi đảo Phú Lộc tại Đà Nẵng là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và nhiếp ảnh. Nằm ở quận Liên Chiểu, bãi đá này thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và những tảng đá lớn với nhiều hình thù độc đáo. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành của biển cả. Một trong những điểm nổi bật của bãi đá Phú Lộc là sự kết hợp hài hòa giữa đá và nước biển. Những tảng đá ở đây có kích thước và hình dạng khác nhau, tạo nên một khung cảnh tự nhiên kỳ thú. Nước biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng vào những tảng đá, tạo ra âm thanh êm dịu và cảm giác thư thái. Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để thả mình vào không gian yên bình. Buổi sáng sớm hay chiều muộn là thời điểm lý tưởng để ghé thăm, khi ánh nắng chiếu rọi tạo nên những mảng màu đẹp mắt trên bãi đá. Ngoài việc ngắm cảnh, du khách còn có thể tham gia các hoạt động như câu cá, dã ngoại hay đơn giản là ngồi lặng yên ngắm biển. Những nhóm bạn trẻ thường đến đây để tổ chức các buổi picnic, tận hưởng không gian mở và chụp những bức ảnh sống ảo tuyệt đẹp. Tuy nhiên, du khách cần chú ý bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của bãi đá. Hơn nữa, vì địa hình khá gồ ghề, du khách cũng nên cẩn thận khi di chuyển để tránh trượt ngã. Tóm lại, bãi đá Phú Lộc là một điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm một không gian yên bình, thơ mộng và mang về những kỷ niệm khó quên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy cho mình một like để ủng hộ kênh mình nhé. Hẹn gặp các bạn video lần tới.